Thì chúng ta đều biết rằng là suy tim là một cái gánh nặng sức khỏe trên toàn cầu. Tháng năm thì ở Mỹ và châu Âu người ta tổng kết có khoảng hơn 1 triệu lượt bệnh nhân nhập viện, trong đó thì có đến 1 đến 4% là nhập viện vì suy tim, và với những bệnh nhân nhập viện vì suy tim này thì có đến 9 trên 10 bệnh nhân là nhập viện vì suy tim tăng nặng. Và cái thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân suy tim khoảng từ 5 đến 10 ngày. Tuy nhiên là sau khi bệnh nhân ra viện thì chúng ta thấy rằng là 1 đến 4 bệnh nhân sẽ tái nhập viện trong vòng 30 ngày sau xuất viện. Và đến trong vòng 60 ngày sau xuất viện thì có đến 46% bệnh nhân phải tái nhập viện. Vì vậy thì cái tình trạng suy tim nó sẽ tạo ra chúng ta một cái gánh nặng cho cả bệnh nhân, cho cả ngành y tế. Và vì vậy thì cái việc điều trị suy tim như thế nào, chúng ta tạo ra một cái con đường điều trị cho bệnh nhân suy tim để cho giảm bớt cái gánh nặng về tái nhập viện cũng như là tử vong cho bệnh nhân suy tim. Trong slide này chúng ta sẽ thấy là có nhắc lại một về cái quá trình diễn tiến của bệnh nhân suy tim, và cái slide này chúng ta khá là quen thuộc rồi. Trong những bài trước chúng ta đã nói, bắt đầu từ những cái yếu tố nguy cơ của bệnh suy tim, chỉ hạn như là có tăng huyết áp này, bệnh lý động mạch vành, bệnh van tim hoặc là béo phì, tiểu đường, bệnh thận. Và theo thời gian thì nó sẽ dẫn đến những cái biến đổi về trong cấu trúc của cơ tim, ví dụ như là phì đại thất trái này, rối loạn chức năng tâm trương này, hoặc là diễn tiến đến xơ vữa động mạch, dẫn tiến đến những cái tổn thương mạch vành gây hẹp hoặc là tắc động mạch vành gây nên nhồi máu cơ tim, và nó có thể sẹo nhồi máu cơ tim dẫn đến những cái rối loạn nhịp khác này, dẫn đến hiện tượng tái cấu trúc này, phì đại thất trái này, giãn thất trái, và cuối cùng là suy tim, và bệnh nhân thì kết thúc của nó chính là cái việc tử vong do suy bơm. Và trong quá trình này thì chúng ta thấy là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị đột tử do những cái trường hợp rối loạn nhịp bất thường, người ta gọi ví dụ như là nhịp nhanh thất hoặc là rung thất. Và trong cái diễn tiến của tình trạng suy tim này thì Hội Tim Mạch Hoa Kỳ thấy rằng là nó là một cái quá trình diễn tiến từ những yếu tố nguy cơ cho đến giai đoạn cuối cùng, thì họ sẽ chia ra 4 giai đoạn là A, B, C, D. Giai đoạn A chỉ là các yếu tố nguy cơ về suy tim thôi, để nhấn mạnh lên cái vai trò mà chúng ta cần phải phòng bệnh giai đoạn rất sớm, chứ không cứ là đến giai đoạn mà bệnh nhân bắt đầu có những triệu chứng của suy tim rồi là giai đoạn CD. Giai đoạn B là bệnh nhân chỉ có các tổn thương về cấu trúc của tim nhưng chưa có biểu hiện suy tim trên lâm sàng, ví dụ như là bệnh nhân có hở van hai lá nhưng chưa có biểu hiện suy tim này, bệnh nhân có hẹp động mạch vành nhưng mà đã được can thiệp rồi, thì đấy là giai đoạn B. Còn giai đoạn C là bệnh nhân đã có những dấu hiệu của suy tim, ví dụ như dấu hiệu ứ dịch hoặc là dấu hiệu của giảm tưới máu mô. Thì với các giai đoạn ABCD này, chúng ta thấy rằng là mỗi cứ tiến triển của giai đoạn ABCD là tiến triển theo một chiều, nó chỉ đi từ giai đoạn A đến giai đoạn B xuống giai đoạn C và đến giai đoạn D thôi. Và cứ mỗi lần tiến triển thêm một mức độ thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm của các bệnh nhân giảm đi rất nhiều. Nếu như bệnh nhân không có các biểu hiện của suy tim, không có các yếu tố nguy cơ của suy tim thì cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm có thể đến 98-99%. Thì với giai đoạn A đã giảm xuống còn 97%, giai đoạn B là 95,7%, và giai đoạn C tức là có biểu hiện như ở giai đoạn sớm, có biểu hiện suy tim như ở giai đoạn sớm là 78%, và nếu như giai đoạn tiến triển sau thì tỷ lệ sống còn sau 5 năm chỉ còn là 60% thôi, và dưới giai đoạn D tức là suy tim tiến triển thì cái tỷ lệ sống còn nó rất là thấp, dưới 20%. Chúng ta đều biết rằng là với ung thư chẳng hạn thì cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm còn 50%, thì suy tim này thì thậm chí là còn nặng hơn với những cái suy tim ở giai đoạn nặng. Nhắc lại một chút cơ chế của suy tim, phân suất tổng máu giảm thì ở đây với những cái tổn thương cơ tim ban đầu chúng nó sẽ có ảnh hưởng đến những tổn thương cơ tim thứ phát, thì có hiện tượng tái cấu trúc cơ tim này, phì đại này, có chết tế bào này, hoạt hóa cytokine này, xơ hóa vân vân này, thay đổi điện sinh lý của cơ tim này, hoặc là những cái biểu hiện thay đổi của hệ thần kinh thể dịch thì chúng ta nói đến rất nhiều, đúng không ạ? Hoạt hóa của hệ thần kinh giao cảm, hoạt hóa của renin, angiotensin, aldosterone, những thay đổi về nội mạc cũng như là những thay đổi của các hormone bài niệu, các cytokine, và những biến đổi của nội mô mạch máu gây nên hiện tượng co mạch này, sản xuất NO này, thay đổi về cấu trúc cũng như hoạt hóa cytokine, và kết thúc của nó chính là cái biểu hiện của suy tim, phân suất tổng máu giảm và có ứ dịch trên lâm sàng, và cuối cùng là chính là diễn biến của suy bơm tiến triển và triệu chứng suy tim đột tử. Thì trong cái quá trình diễn tiến của suy tim này, chúng ta thấy rằng là cái vai trò của hệ thần kinh thể dịch này, hoạt hóa hệ thần kinh giao cảm này, renin, angiotensin, aldosterone, cũng như là của hệ tâm tiết lệnh niệu, nó sẽ có vai trò xuyên suốt trong cả quá trình suy tim, từ lúc mà bắt đầu cái chức năng tim nó còn bù, sau đấy thì nó giảm dần theo thời gian. Và với cái tình trạng suy tim như thế này thì chúng ta sẽ có những cái thuốc đánh tác dụng đến cơ chế. Cái thuốc đánh ảnh hưởng đến cái cơ chế hoạt động, có các nhóm thuốc khác nhau, ví dụ như là hoạt hóa hệ renin, hệ thần kinh giao cảm. Chúng ta sẽ có các thuốc chạy beta giao cảm này. Những cái trường hợp mà tác dụng đến hệ renin, angiotensin, aldosterone, hoạt hóa quá mức của hệ renin, angiotensin, aldosterone, chúng ta sẽ có các thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, hoặc là nhóm mới nhất là nhóm ACNI, tức là phối hợp giữa một thuốc ức chế men chuyển
ức chế thụ thể và một thuốc tác dụng liên hệ ức chế neprilysin. Và ức chế neprilysin chính là một cái hormone để nó hạn chế cái việc thoái triển thoái dáng của peptide lợi niệu, tức là BNP. Do đó thì khi mà phối hợp giữa một thuốc tác dụng liên hệ peptide lợi niệu và hệ ninangiotensin aldosterone, nó sẽ giúp cho cái tình trạng suy tim được cải thiện. Và cái nghiên cứu mà đấy để đánh giá cái vai trò lâm sàng của thuốc này, nó chính là nghiên cứu PARADIGM. Và trong cái khuyến cáo hướng dẫn điều trị suy tim của ACC và ASA năm 2017 cũng đã nhắc đến những cái bước để điều trị, cái bước để chẩn đoán và điều trị cho suy tim. Ở đây chúng ta thấy là với những bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm, thì cái bước đầu tiên sẽ là bước thiết lập chẩn đoán. Chúng ta đo cái phân suất tống máu của bệnh nhân để xem là đó là bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu bảo tồn hay là suy tim phân suất tống máu giảm, để chúng ta quyết định đến cái phương án điều trị tối ưu nội khoa. Sau đó thì chúng ta sẽ xem xét đến các bệnh nhân, đến các tình huống của các bệnh nhân, thì người ta gọi là cá thể hóa điều trị, xem là chúng ta sẽ thêm vào các nhóm thuốc nào hoặc thêm vào những cái thiết bị điều trị nào phù hợp cho bệnh nhân để chúng ta quyết định bổ sung những cái phương pháp điều trị đó. Thì với những bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm thì những cái thuốc đầu tiên được chúng ta được sử dụng đó chính là thuốc tác dụng liên hệ renin angiotensin aldosterone. Đó là với năm 2017 thì chúng ta mới chỉ có là ức chế men chuyển và ức chế thụ thể và chạy beta khi cần thiết. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến bước thứ hai là chúng ta sẽ xem xét để thêm những cái nhóm thuốc mới, bước điều trị thứ hai. Đó chính là nếu như chúng ta có là bệnh nhân đi 2 đến 4 này, mức lọc cầu thận trên 30 ml/phút và kali dưới 5, thì chúng ta sẽ thêm các thuốc thuộc nhóm kháng aldosterone như là aldactone, hoặc là ở Việt Nam thì hiện tại có là aldactone và aldosterone, và nước ngoài chúng ta có thêm là eprenone. Với những bệnh nhân có suy ni tiện ni 2 hoặc 3 đã điều trị bằng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể và không có chống chỉ định của ức chế thụ thể, thì chúng ta sẽ ngừng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể để chuyển sang chỉ định là acne. Tức là lúc này thì acne chỉ là giai đoạn thứ 2 thôi. Năm 2016 thì chúng ta bắt đầu có nghiên cứu PARADIGM ra đời, thì chúng ta có được cái mức khuyến cáo này. Và ở những bệnh nhân da đen thì chúng ta có thể xem xét dùng nitrat hoặc là hydralazine. Với những bệnh nhân mà NIHA 2 đến 4 này phân suất tống máu còn dưới 35% và kỳ vọng sống trên 1 năm, kỳ vọng sống còn hơn 1 năm, và hoặc là những bệnh nhân mà có sau nhiễm máu cơ tim 40 ngày, thì chúng ta có thể xem xét cái máy ICD, cái máy chống rung tự động để phòng ngừa những cái tình trạng đột tử cho bệnh nhân. Với những bệnh nhân mà có phân suất tống máu giảm dưới 35% NIHA 2, 3, nhịp xoang và có block nhánh trái với QRS trên 150 ms/giây, thì chúng ta sẽ xem xét cái CRD, cái CRT hoặc là CRTD, tức là cái máy tạo nhịp tái đồng bộ. Với những bệnh nhân mà có nhịp NIHA 2 đến 3, nhịp xoang này tần số tim vẫn còn trên 70 lần trên phút với liều chạy beta, thì chúng ta sẽ xem xét dùng đến ivabradin. Với khuyến cáo của Hoa Kỳ thì ivabradin chỉ là ở mức độ 2A thôi, nhưng với khuyến cáo của ESC, của Hội Tim Mạch Châu Âu, thì chúng ta có thể lưa lên mức độ cao hơn. Thì đến năm 2021 chúng ta có một cái đồng thuận của trường môn tim mạch Hoa Kỳ để trả lời cho 10 cái vấn đề về suy tim, có 10 cái vấn đề cơ bản của suy tim phân suất tống máu giảm. Thì để duy trì được, bởi vì là khi mà bệnh nhân có tình trạng suy tim, nó là một cái tình trạng bệnh lý, không phải là chỉ có suy tim mà nó còn có rất nhiều bệnh lý mắc kèm, và có những cái bệnh nhân phải điều trị rất lâu dài. Vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải có đảm bảo được cái việc thứ nhất là khởi đầu điều trị thuốc cho bệnh nhân. Chúng ta có các nghiên cứu để cho thấy rằng là cái điều trị thuốc đấy rất là quan trọng, các nhóm thuốc khác nhau, chúng ta có rất nhiều nhóm thuốc khác nhau để sử dụng cho bệnh nhân. Cho nên là thứ nhất là chúng ta phải khởi đầu được điều trị này, duy trì được điều trị này, thiết lập được cái việc tăng liều, chỉnh liều cho bệnh nhân như thế nào để đạt được cái liều tối ưu mà bệnh nhân có thể dung nạp được tốt nhất. Sau đó thì làm thế nào để bệnh nhân có thể duy trì được cái việc điều trị đó, cũng như là duy trì được cái việc đảm bảo cho bệnh nhân là dùng thuốc được đầy đủ, đảm bảo được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, cũng như là để đảm bảo cho cái hạn chế được cái tỷ lệ tái nhập viện cho bệnh nhân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái vai trò của một cái đội ngũ điều trị cho suy tim rất là quan trọng. Vai trò đội ngũ suy tim, điều trị suy tim, cái nhóm điều trị suy tim này nó sẽ bao gồm là cả bác sĩ này, điều dưỡng này, nhà dinh dưỡng này, dược sĩ này, để có thể đảm bảo tư vấn giáo dục cho bệnh nhân cũng như là đảm bảo các thuốc cho bệnh nhân. Vai trò của cái đội ngũ này nó sẽ gồm có là để chẩn đoán cũng như là theo dõi tiến triển của suy tim, ra một cái đơn điều trị cho bệnh nhân, chỉnh liều cũng như là theo dõi về tác dụng hiệu quả của thuốc cũng như là tác dụng phụ của thuốc, giáo dục cho bệnh nhân về bệnh lý cũng như là về chế độ điều trị của họ, giáo dục về những cái việc thay đổi lối sống như chế độ ăn này, chế độ sinh hoạt này, tập luyện này, theo dõi bệnh nhân, tự theo dõi những cái triệu chứng bất thường của mình để có thể tái khám sớm hơn khi mà bệnh nhân có những cái dấu hiệu nặng hơn của bệnh, hỗ trợ về cái tâm lý cũng như là về xã hội cho bệnh nhân,
Điều trị với những bệnh nhân mà giai đoạn cuối thì làm thế nào để điều trị gọi là giảm nhẹ cho bệnh nhân? Và một vấn đề nữa đó là điều trị những bệnh lý mắc kèm, ví dụ như bệnh nhân suy tim này có thêm các bệnh lý về tiểu đường này, tăng huyết áp này, hoặc là những bệnh nhân cao tuổi thì tỷ lệ suy tim cao hơn, thì những bệnh nhân về người già cũng có những bệnh lý mắc kèm về tâm lý chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta thấy là cũng nhắc lại một chút, chúng ta thấy là quay lại cái đồng thuận của Hội chuyên môn tim mạch Hoa Kỳ năm 2021 thì nó cũng có lặp lại khá nhiều về của năm 2017, và nó có thêm cập nhật thêm với những cái nghiên cứu mới hơn về các nhóm thuốc mới, ví dụ như là ACNI này, hoặc là nhóm SGT2, ức chế SGT2. Ở đây chúng ta thấy rằng là ưu tiên ở giai đoạn đầu chúng ta vẫn là sử dụng ACNI, các nhóm thuốc tác dụng lên hệ renin, angiotensin, aldosterone là ACNI này, ức chế men truyền và ức chế thụ thể. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái cậu khác với cả năm 2017, ở đây chúng ta có ưu tiên ACNI là nhóm thuốc mới này, nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và chặn beta cho bệnh nhân nếu như mà, và thêm lợi tiểu nếu như bệnh nhân có các dấu hiệu của ứ dịch trên lâm sàng. Đến bước thứ hai thì vẫn là thêm những cái nhóm thuốc thuộc dòng thứ hai, thuộc là hàng thứ hai trong điều trị, đó là thêm kháng aldosterone nếu như mà bệnh nhân có mức lọc cầu thận trên 30 ml trên phút này, trên 1,3 m², kali dưới 5 và ni 2 đến 4. Bước thứ hai là tiếp theo là nếu như mà mức lọc bệnh nhân đạt được mức lọc cầu thận khác nhau, bởi vì là với thì chúng ta sẽ thêm SGT2, ức chế SGT2, và với ức chế SGT2 thì chúng ta sẽ có hai thuốc đã được nghiên cứu, đó là dapagliflozin và empagliflozin. Thì với mức lọc cầu thận dưới 30 chúng ta có thể xem xét đến hai nhóm thuốc này, EMPA thì xuống 30, còn DAPA thì có thể xuống 20 với những bệnh nhân suy tim. Và ở đây nếu như mà bệnh nhân có quá tải về dịch thì chúng ta sẽ xem xét thêm lợi tiểu, và ở đây chính là lợi tiểu quai. Và trường hợp là nếu như không hạn đến lợi tiểu quai đã, và nếu như bệnh nhân có triệu chứng, còn triệu chứng này bệnh nhân da đen này, đã dùng thêm các nhóm thuốc đầy đủ như là ức chế men ACNI hoặc là chặn beta, ức chế kháng aldosterone, ức chế SGT2 và ni 2 đến 4 thì có thể xem xét hydralazine hoặc là isosorbid dinitrate. Với những bệnh nhân có nhịp xoang và tần số tim trên 70 lần trên phút, đã dùng tối đa liều chặn beta thì và ni 2 đến 3 thì chúng ta sẽ dùng thêm ivabradine. Ở đây chú ý một chút là với những bệnh nhân dùng ACNI thì nó là một cái thuốc mới, nhóm thuốc mới có hiệu quả tốt. Tuy nhiên rằng là người ta nói rằng là với những bệnh nhân này, Hội Tim Mạch Hoa Kỳ thì họ rất là aggressive nên họ muốn là có thể sử dụng, nếu như bệnh nhân sử dụng được ACNI thì chúng ta sẽ sử dụng được luôn. Tuy nhiên họ vẫn đưa ra một cái dòng là nếu như sẽ phải xem xét lại là ACNI không phải là tốt nhất cho tất cả những bệnh nhân mà mới sử dụng, bởi vì là chúng ta sẽ phải đánh giá xem cái tình trạng suy tim của bệnh nhân như thế nào. Nếu như tình trạng suy tim của bệnh nhân nặng, rất nặng, huyết áp của bệnh nhân thấp thì có lẽ là cái việc sử dụng ACNI này chúng ta cũng phải rất là thận trọng, vì nó sẽ có một cái tác dụng phụ của ACNI, đó là giảm huyết áp, sẽ gây tụt huyết áp. Cái thứ nhất, cái thứ hai là với ACNI khi mà chúng ta đã chuyển đổi từ bệnh nhân đang sử dụng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể sang ACNI, thì với ức chế thụ thể chúng ta có thể chuyển được ngay sang ACNI, nhưng với ức chế men chuyển chúng ta phải ngừng 36 tiếng để tránh cái hiện tượng là có gây một cái hiện tượng phù mạch, phản ứng phù mạch. Ở trên lâm sàng với chú ở các bệnh bác sĩ chúng tôi thì thường là để 42 48 tiếng, tức là sau 2 ngày thì chúng ta sẽ sử dụng, thì bệnh nhân thuận lợi hơn, chứ không là bệnh nhân đang dùng buổi sáng rồi đến chiều hôm sau dùng. Thì những lần ngày về sau là sẽ dùng tiếp vào buổi chiều, vì ACNI sẽ chúng ta sẽ biết là chia 2 lần trong ngày, sáng và chiều. Cho nên là để thuận tiện thì chúng ta sẽ thường là để 48 tiếng trên lâm sàng. Và họ sẽ nói luôn là cái liều dùng ACNI này sẽ là liều khoảng từ 50 đến 200 mg 2 lần một ngày. Và họ sẽ tùy theo cái mức độ nồng, cái liều mà ức chế men chuyển, ức chế thụ thể trước đấy bệnh nhân đã dùng. Nếu như mà ức chế men chuyển, ức chế thụ thể trước đấy người ta dùng nói đến là enalaprin, nếu như mà dùng 10 mg, dưới 10 mg hoặc là vanzactam dưới 160 thì chúng ta sẽ chuyển sang ACNI là liều 50 mg 2 lần một ngày. Còn nếu như mà bệnh nhân đang dung nạp được với ức chế men chuyển là enalaprin là 10 mg trở lên, hoặc là vanzactam trên 160 mg trở lên, thì chúng ta sẽ chuyển sang ACNI với liều là 100 mg 2 lần một ngày. Và sau 2 tuần khi mà bắt đầu sử dụng, hoặc là khi bất cứ khi chỉnh liều, thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại, theo dõi về huyết áp cho bệnh nhân, theo dõi về chức năng thận cho bệnh nhân và theo dõi điện giải đồ cho bệnh nhân. Và sau 2 tuần thì chúng ta sẽ đánh giá lại cho bệnh nhân để xem có thể titrate lên, có thể tăng liều lên đến thành liều tối ưu của ACNI là 200 mg 2 lần một ngày hay không. Với ức chế men chuyển và với ức chế thụ thể cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ phải đánh giá lại cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân này, huyết áp của bệnh nhân, chức năng thận của bệnh nhân và điện giải đồ của bệnh nhân để xem xét có thể tăng liều cho bệnh nhân đến cái liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được.
Với kháng aldosterone thì rất chú ý là cái điện giải đồ này, chúng ta sẽ phải đánh giá điện giải đồ. Ngoài cái việc đánh giá huyết áp, chức năng thận thì điện giải đồ cũng rất là quan trọng, bởi vì là khi mà dùng kháng aldosterone thì nó sẽ làm tăng kali máu. Và chúng ta đã sử dụng angni, đã sử dụng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể rồi, với bệnh nhân tình trạng dùng thêm cả lợi tiểu nữa thì chúng ta sẽ phải chú ý là khi mà dùng thêm kháng aldosterone, cái khả năng tăng kali là có, và chúng ta phải theo dõi chặt chẽ cho bệnh nhân. Thì họ khuyến cáo rằng là sau 3 ngày bắt đầu sử dụng kháng aldosterone, chúng ta sẽ phải thử lại điện giải đồ, và sau 2 tuần thì chúng ta sẽ đánh giá lại cả chức năng thận, điện giải đồ. Với lợi tiểu thì chúng ta sẽ còn có một cái chú ý là với những bệnh nhân có tình trạng quá dịch thì chúng ta quá ứ dịch thì chúng ta sẽ dùng lợi tiểu. Tuy nhiên là với những bệnh nhân suy tim cấp, chuyển từ suy tim cấp sang thì thường là bệnh nhân sẽ phải dùng lợi tiểu khá là cao. Vì vậy thì nếu như mà chúng ta bắt đầu thêm ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể hoặc là acne thì chúng ta sẽ phải chú ý là sẽ phải giảm liều được thuốc lợi tiểu đã, rồi chúng ta mới bắt đầu vào thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne, và sau đấy chúng ta chỉnh liều tăng lên. Vì là nếu như mà chúng ta đang dùng lợi tiểu liều rất cao, chẳng hạn như lợi tiểu truyền tĩnh mạch, mà chúng ta lại dùng thêm các thuốc này, nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ nồng độ renin trong máu, và nó sẽ làm giảm cái dòng máu qua thận, và có thể sẽ gây nên cái tình trạng suy thận cấp. Chính vì vậy thì đấy là một cái điều cần chú ý khi mà sử dụng chuyển từ bệnh nhân cấp tính sang bệnh nhân mãn tính, chuyển từ thuốc lợi tiểu, chúng ta phải giảm liều lợi tiểu để chúng ta thêm các thuốc thuộc nhóm renin, angiotensin, aldosterone vào. Với ivabradin thì người ta sẽ tính là cái liều thường dùng với ivabradin với những bệnh nhân trên 75 tuổi sẽ là 2,5mg 2 lần một ngày. Ivabradin thì chú ý là dùng ở những bệnh nhân có nhịp xoang và dùng 2 lần một ngày. Thì với bệnh nhân trên 75 tuổi chúng ta sẽ dùng là 2,5mg 2 lần một ngày. Ở với những bệnh nhân ít tuổi hơn, dưới 75 tuổi, chúng ta có thể khởi trị bằng liều 5mg 2 lần một ngày. Và chúng ta sẽ đánh giá đáp ứng với ivabradin bằng tần số tim, tức là tần số tim sẽ đạt khoảng từ 55 đến 60. Với chuyện tim mạch Hoa Kỳ họ để là từ 50 đến 60, nhưng trên lâm sàng của chúng tôi thì thường là đánh giá để khoảng liều từ 55 đến 65 thì nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân tại cao tuổi. Đây là cái liều khởi đầu và cái liều đích cần đạt được ở trên lâm sàng. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng là nếu như mà chúng ta đạt được đến cái liều đích cho bệnh nhân thì thường là cái hiệu quả bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân được tốt hơn. Tuy nhiên rằng là có rất nhiều bệnh nhân mà khó lòng đạt được đến liều đích này, bởi vì làm sao? Thứ nhất là cái sự trì trệ trong suy nghĩ của bác sĩ, cũng như là bệnh nhân thấy ổn rồi thì không muốn thay đổi liều. Nhưng cả một cái vấn đề nữa là bệnh nhân không thể tăng liều lên được bởi vì tình trạng suy tim quá nặng, bởi vì bệnh nhân khi mà chúng ta tăng liều lên thì bệnh nhân bị tụt huyết áp, bệnh nhân bị mệt, không dung nạp được, cho nên chúng ta chấp nhận là cái liều thấp hơn. Tuy nhiên là trên lâm sàng bao giờ cũng phải cố gắng đạt được cái liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được, chúng ta cứ cố gắng tăng liều dần dần. Khoảng 2 tuần chúng ta lại thử lại cho bệnh nhân, chúng ta tăng liều lên. Còn nếu như bệnh nhân mà tình trạng suy tim nặng thì chúng ta sẽ tăng liều chậm hơn. Với những bệnh nhân tình trạng suy tim ở cái phân số tổng máu có vẻ ổn, lâm sàng ổn, bệnh nhân trẻ tuổi chúng ta có thể tăng liều gọi là nhanh hơn một chút được. Và nếu như bệnh nhân bao giờ cũng phải hướng dẫn bệnh nhân là nếu như có các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như là đo huyết áp hàng ngày này, hoặc là bệnh nhân thấy mệt này, khó thở tăng lên này, thì phải quay trở lại gặp bác sĩ khám bệnh, và nhiều khi là chúng ta sẽ phải giảm lại cái liều ban đầu của bệnh nhân. Đây là liều của chạy beta này, liều acne này, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Đây là những cái thuốc mà đã có các nghiên cứu để chứng minh hiệu quả trên lâm sàng, cho nên là các thuốc này được đưa vào nghiên cứu. Tuy nhiên rằng là trên lâm sàng thì nhiều khi chúng ta sẽ không phải chỉ có các thoáng thuốc này, mà chúng ta sẽ có các thuốc cùng nhóm được sử dụng. Thì chúng ta cũng sẽ với nhóm ức chế men chuyển và ức chế thụ thể chúng ta cũng có thể chấp nhận được, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây ức chế men chuyển thì chúng ta chỉ có là captopril này, enalapril, lisinopril và ramipril là có nghiên cứu thôi. Tuy nhiên rằng là tenofovir chẳng hạn chúng ta không có nghiên cứu, nhưng chẳng may mà trong kho thuốc của các bạn không có thì nhiều khi là chúng ta vẫn phải chấp nhận dùng, là có còn hơn là không. Mặc dù là chúng ta người ta dùng gọi đấy là dùng off-label đấy, không có khuyến cáo. Với chạy beta, tuy nhiên là với chạy beta thì là vấn đề nó lại khác. Vấn đề chạy beta là chúng ta chỉ có những thuốc nào đã có nghiên cứu trên lâm sàng rồi thì chúng ta mới sử dụng được ở bệnh nhân suy tim. Với Hội Tim mạch Hoa Kỳ họ chấp nhận 3 nhóm thuốc, đó là bisoprolol, carvedilol và metoprolol succinat. Và chú ý là metoprolol tartrate có rất nhiều những loại trên lâm sàng đó, thì nó lại không được đưa vào khuyến cáo cho bệnh nhân suy tim. Etrilox chỉ dùng cho những bệnh nhân mà có nhịp nhanh thôi, là có mạch vành thôi. Còn với suy tim thì không dùng được, mà chúng ta chỉ có thể dùng là metoprolol succinat thôi. Thì với Hội Tim mạch Hoa Kỳ họ chỉ chấp nhận 3 nhóm thuốc này. Với Hội Tim mạch Châu Âu thì họ chấp nhận thêm nebivolol nữa. Rồi Hội Tim mạch Việt Nam thì cũng chấp nhận thêm cả nebivolol, là một nhóm là tóm lại là chúng ta có 4 thuốc thuộc nhóm chạy beta được dùng của bệnh nhân suy tim ở Việt Nam, đó là bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinat và nebivolol. Kháng aldosterone chúng ta có verospirone, thì cái liều khởi đầu của nó sẽ là 12,5mg một lần một ngày, và chúng ta có thể tăng liều đến 50mg một lần một ngày. Với các nhóm thuốc mới như là ức chế SGT2 thì chúng ta cũng khá là dễ nhớ, chúng ta có dapagliflozin và empagliflozin, thì cũng chỉ dùng với cái liều là 10mg 2 lần 10mg một lần một ngày.
Và với Ivabradin thì chúng ta có cái liều khởi đầu sẽ là 2,5 mg 2 lần một ngày tùy theo tuổi của bệnh nhân, và cái đích của nó sẽ là để cho tần số tim khoảng từ 50 đến 60 lần trên phút. Tuy nhiên là để cái tần số 50 đến 55 thì nhiều bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Chúng ta sẽ phải xem xét lại cái triệu chứng của bệnh nhân nữa. Nếu như bệnh nhân thấy là mình hỏi bệnh nhân là bệnh nhân bảo auto ok, không thấy khó chịu gì, không thấy hoa mắt chóng mặt các thứ, chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không thấy mệt mỏi gì, ok mình có thể duy trì cái tần số tim khoảng 50 đến 60. Nhưng nếu như bệnh nhân cảm thấy mệt rồi là hoa mắt chóng mặt các thứ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận để cái tần số tim cao hơn một chút, nhất là với bệnh nhân cao tuổi. Và cái liều tối đa của Ivabradin sẽ là 7,5 mg 2 lần một ngày. Ở đây thì chúng ta có một số cái lưu ý là vì bệnh nhân mới chẩn đoán suy tim phân giấc tầng máu giảm thì chúng ta có hai nhóm thuốc như lúc nãy chúng tôi trình bày rồi, đúng không ạ? Cả nhóm chặn beta và ức chế men chuyển, ức chế thụ thể và acne thì nên được khởi trị, và thứ tự thì thuốc nào cũng được. Và các thuốc này thì cần được chỉnh liều tới mức dung nạp tối đa của bệnh nhân hoặc là với cái liều mục tiêu. Chạy beta thì chỉ những thuốc được khuyến cáo thì mới dùng cho bệnh nhân suy tim phân giấc tầng máu giảm, và giữa các thuốc ức chế angiotensin, hệ renin angiotensin aldosterone thì acne là thuốc được ưa chuộng hơn. Và chú ý là chức năng thận và kali nên được kiểm tra trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi khởi trị hoặc chỉnh liều của ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne. Có một cái điều cần chú ý ở đây, tức là nếu như acne là một nhóm thuốc rất là tốt, được có khuyến cáo trên, có bằng chứng trên lâm sàng, nó tốt hơn hẳn so với cả ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Tuy nhiên rằng là ở một số những bệnh nhân, ví dụ như là có hạ huyết áp hoặc là suy tim tiến triển rất là nặng, thì vai trò của nó vẫn chưa được rõ ràng. Với những bệnh nhân này, khi mà chúng ta sử dụng acne, chúng ta cũng phải rất là thận trọng để tránh những cái tác dụng phụ. Và hơn nữa thì những cái thuốc mới thì bao giờ nó cũng đi kèm với giá cả rất cao, cho nên là khi mà chúng ta kê những nhóm thuốc này cho bệnh nhân thì cũng phải chú ý đến khả năng chi trả của bệnh nhân, vì nhiều khi là chúng ta kê xong rồi sau đấy thì bệnh nhân không có khả năng chi trả, bệnh nhân không dùng thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và cái việc ở với những bệnh nhân suy tim thì nó là một cái nó gọi là một cái phức hợp rất là phức tạp, có rất nhiều bệnh lý kèm theo, bệnh nhân có rất nhiều bệnh lý kèm theo, và bệnh nhân thì thường là một cái có rất dùng rất là nhiều cái thuốc, nhóm thuốc khác nhau. Một cái đơn thuốc của bệnh nhân chẳng hạn như suy tim là cũng có thể 4-5 loại thuốc rồi, bệnh nhân lại có thêm tiểu đường nữa, lại 2-3 loại thuốc nữa, có thêm bệnh mạch vành nữa, lại thêm một vài mấy loại thuốc nữa, vì như vậy thì có cái đơn của nó có thể thậm chí lên đến 9-10 loại thuốc. Vậy thì chúng ta sẽ cho đến hiện nay thì chưa có một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nào để đánh giá xem là hiệu quả của cái nhóm thuốc rồi là tương tác thuốc ở những bệnh nhân mà có suy tim rồi có các bệnh lý mắc kèm theo thì cái nào, cái phương án điều trị nào gọi là tốt nhất cả. Và vì vậy thì cái việc trên lâm sàng, cái việc đánh giá khả năng dung nạp thuốc cũng như là tiến triển của bệnh nhân, theo dõi xem là bệnh nhân có các tác dụng phụ hay không thì rất là quan trọng, đặc biệt là sau khi mà chúng ta khởi trị thêm một nhóm thuốc mới hoặc là khi chỉnh liều thuốc. Một vấn đề nữa trên lâm sàng là chúng ta nên khởi trị bằng chẹn beta hay là nhóm ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, nhóm tác dụng liên hệ renin angiotensin aldosterone. Thì người ta thấy rằng ở với những bệnh nhân khô, tức là những bệnh nhân mà không có những cái dấu hiệu ứ dịch trên lâm sàng, tình trạng lâm sàng tương đối ổn thì chúng ta có thể bắt đầu bằng chẹn beta. Nhưng với những bệnh nhân ướt, tức là những bệnh nhân còn những cái dấu hiệu ứ dịch trên lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân có phù này, bệnh nhân có gan to, bệnh nhân có gan ở phổi, thì có vẻ là những cái thuốc tác dụng hệ renin angiotensin aldosterone chúng ta sẽ bắt đầu khởi trị trước, và sau đó khi nào bệnh nhân trở nên khô thì chúng ta mới thêm vào chẹn beta. Tuy nhiên là trên lâm sàng với những một số trường hợp ổn định thì hoàn toàn chúng ta có thể bắt đầu bằng cả chẹn beta và thuốc tác dụng hệ renin angiotensin aldosterone với cái liều rất là thấp. Và sau đó thì chúng ta tùy theo tình trạng bệnh nhân chúng ta sẽ bắt đầu tăng dần liều lên để có thể titrate lên cái liều cao hơn của cả hai nhóm thuốc này. Đúng không ạ? Với bệnh nhân mà có huyết áp vẫn còn đủ để chúng ta có thể nâng liều lên được, nhịp tim thì không nhanh thì chúng ta sẽ tăng liều của ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne lên trước. Nhưng với những bệnh nhân mà có thêm một tí nhịp tim nhanh, huyết áp còn ổn thì có thể chúng ta sẽ tăng liều chạy beta, và như vậy thì chúng ta cứ giống như là cái chơi trò bập bênh ạ, để có thể tăng được cả liều chạy beta và cái liều của thuốc tác dụng lên ức chế liên hệ renin angiotensin aldosterone. Làm thế nào để chúng ta đạt được cái liều tối ưu, liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được thì đó là cái hiệu quả tốt nhất trên lâm sàng. Và chúng ta thấy rằng là với trong cái đồng thuận mới cập nhật năm 2021 thì chẹn beta vẫn giữ một cái vai trò hòn đá tảng trong điều trị suy tim nội khoa. Đó là một cái thuốc mà gọi là cổ điển, được đưa vào khuyến cáo từ rất sớm, từ những khuyến cáo năm 2003 là chúng ta đã thấy có chẹn beta rồi. Và sau đó thì cho đến bây giờ chẹn beta vẫn là một cái giữ một cái vai trò mà không thể thay thế được trong điều trị suy tim. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chẹn beta trong chuỗi bệnh lý tim mạch nó có thể tác dụng từ lúc mà mới chỉ có các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi là lipid máu. Nếu như bệnh nhân có nhịp kèm thêm nhịp tim nhanh là hoàn toàn chúng ta có thể thêm được chẹn beta với những bệnh nhân nhịp tim nhanh do cường giao cảm, hoặc là người ta gọi là nhịp tim nhanh không phù hợp. Và sau đó thì trong cả quá trình diễn tiến của cái chuỗi bệnh lý tim mạch này, ví dụ như là có bệnh lý mạch vành này, có nhồi máu cơ tim này, hoặc là có bắt đầu có suy tim, giảm sản xuất tổng máu này, hoặc có biểu hiện suy tim trên lâm sàng rồi, thì chúng ta vẫn có thể dùng được chẹn beta. Ở đây thì chắc là không có đến mũi tên đến tử vong do suy tim rồi.
thì chúng ta có các nghiên cứu về thuốc chạy beta trong cái chuỗi bệnh lý tim mạch này. Ví dụ như là bệnh nhân mới chỉ có các bệnh lý tim mạch, nhưng nghiên cứu về tăng huyết áp này, nhồi máu cơ tim này, bệnh nhân có những cái tái cấu trúc và rối loạn chức năng thất trái, nghiên cứu có Capricorn của Cavedilone này, các nghiên cứu về suy tim trên lâm sàng, suy tim có biểu hiện suy tim rồi đó, thì chúng ta có Cavedilone này, MeriHF với Metoprolol/Succinat này, CBIS 2 này với Bisoprolol này, và Senior với Nebivolol, và suy tim giai đoạn cuối thì chúng ta có Copernicus. Thì các nghiên cứu về chạy beta đều thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng chạy beta ở những bệnh nhân mà không có chống chỉ định đều làm giảm tử vong do mọi nguyên nhân. Nó giảm được một cái mức khá là ngoạn mục là 34%, 35%. Chúng ta nhớ rằng là nếu như mà dùng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể giảm được khoảng 20% tỷ lệ tử vong. Và với những cái nhóm thuốc mới như là Acne, nếu như chúng ta thêm vào trên nền so sánh với cả enalapril thì chúng ta thêm được khoảng 20% nữa, là khoảng 40%. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ dùng chạy beta với một cái chi phí khá là rẻ so với cả nhóm thuốc mới thì chúng ta cũng sẽ hạ được cái tỷ lệ tử vong khá là ngoạn mục rồi. Ở đây nhắc lại một chút về lịch sử, chúng tôi muốn nói đến cái nghiên cứu bisoprolol, nghiên cứu về CBIS 2 với bisoprolol. Thì từ năm 1999, và chính vì vậy thì sau cái nghiên cứu này thì bisoprolol được đưa vào khuyến cáo. Đó là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm đối chứng giả dược trên 2647 bệnh nhân có phân tích tổng máu dưới 35% ni 2-3-4 là nên ra khá là nặng. So sánh bisoprolol với liều 1,2 đến 10mg trên một ngày với giả dược trên nền điều trị suy tim tối ưu, lúc đó là đang suy tim tối ưu với năm 1999, đó chỉ là dùng một thuốc lợi tiểu và hoặc ức chế men chuyển thôi. Đầu tiên thì người ta định dự kiến nghiên cứu được trong vòng 5 năm, từ năm tháng 9 năm 1995 đến năm 2000. Tuy nhiên là đến tháng 5 năm 1998 thì nghiên cứu đã ngưng trước thời hạn, bởi vì là ở đây nó cho thấy là hiệu quả rõ ràng của bisoprolol làm giảm được tỷ lệ tử vong cũng như là giảm được các rất nhiều những cái chỉ tiêu khác trên lâm sàng. Do đó thì về đạo đức nghiên cứu là người ta sẽ ngừng sớm để đưa cái bisoprolol vào khuyến cáo. Và đó là một trong những cái nghiên cứu đầu tiên về chạy beta ở bệnh nhân suy tim. Lựa chọn thì đó là những bệnh nhân 18 đến 80 tuổi này, ở trong 274 bệnh nhân 18 nước Tây Âu và Đông Âu có phân tích tổng máu giảm đang được điều trị ổn định bằng ức chế men chuyển hoặc lợi tiểu. Thì tiêu chí chính đó là đánh giá tử vong do mọi nguyên nhân, và tiêu chí phụ đánh giá tử vong do tim mạch, tỷ lệ nhập viện do mọi nguyên nhân. Thì chúng ta thấy bisoprolol làm giảm 34% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với giả dược sau 2 năm điều trị. Ngoài ra thì nó còn giảm 44% tỷ lệ đột tử, giảm 20% các nguyên nhân nhập viện và 36% tỷ lệ nhập viện do suy tim nặng hơn. Đây là một cái và khi sử dụng bisoprolol, nói riêng và chạy beta nói chung trên lâm sàng thì chúng ta sẽ cần chú ý đến cái việc thứ tự sử dụng. Chúng ta nên sử dụng chạy beta trước hay là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể acne trước này, chúng ta sẽ sử dụng đến như thế nào, chúng ta dựa trên vai trò của tần số tim ở các bệnh nhân suy tim để chúng ta có thể tối ưu hóa được cái liều điều trị. Đó chính là cơ sở để chúng ta người ta tiến hành nghiên cứu CBIS 3, là so sánh giữa bisoprolol theo sau là enalapril hay là ngược lại, tức là enalapril trước rồi bisoprolol trước. Một vài cơ chế để ủng hộ cho cái việc chọn beta như là liệu pháp đầu tay, đó chính là chúng ta thấy là thần kinh giao cảm thì kích hoạt trước hệ renin-angiotensin aldosterone trong cái diễn tiến của suy tim, và đột tử sẽ là dạng tử vong phổ biến nhất ở suy tim giai đoạn đầu. Trái ngược với ức chế men chuyển thì chạy beta được chứng minh là hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ đột tử. Và chính vì vậy thì với nghiên cứu CBIS 3 người ta tiến hành trên 1.110 bệnh nhân ở 128 trung tâm 20 nước châu Âu, gồm có 20 nước châu Âu, Úc và Tunisia, từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 5 năm 2005, sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm là sẽ sử dụng bisoprolol trước và tăng liều dần lên đến liều tối đa là 10mg, sau đó thì chúng ta thêm vào enalapril. Nhóm thứ hai là sẽ sử dụng enalapril trước với liều 2,5-10mg, sau đó thì phối hợp thêm enalapril, sẽ phối hợp thêm bisoprolol. Thì ở hai nhóm này chúng ta thấy rằng khởi trị với bisoprolol thì không khác biệt so với ức chế men chuyển về hiệu quả sống còn. Tuy nhiên rằng là sau 18 tháng điều trị ban đầu thì có vẻ khởi trị với bisoprolol có khuynh hướng giảm 12% tỷ lệ tử vong so với cả điều trị bằng khởi trị bằng ức chế men chuyển. Ở đây là enalapril. Và một cái nữa là bisoprolol nó được sử dụng ở các bác sĩ tuyến cơ sở khá là dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy rằng là có nghiên cứu năm 2005 đang trên tạp chí tim mạch của châu Âu thì thấy rằng là cái tỷ lệ sử dụng khá là cao, và với cái liều sử dụng của bisoprolol cũng khá là rộng rãi, từ 1,5mg tăng dần cho đến 10mg. Chúng ta thấy là các bác sĩ ở tuyến cơ sở vẫn có thể dùng được, và nó giúp cho cải thiện được
tình trạng lâm sàng của bệnh nhân suy tim kể cả ở NIHA class 2 hoặc là NIHA class 3, màu sẫm này là cái màu mà được cải thiện, còn cái màu phía trên này là bị nặng lên. Và khi mà chúng ta sử dụng chẹn beta thì có một cái yếu tố, một cái chỉ số trên lâm sàng có thể giúp chúng ta đánh giá xem là cái hiệu quả, đúng không? Chẹn beta thì nó giảm cả tần số tim và giảm cả huyết áp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là phân tích thủ gộp từ 23 thử nghiệm với 19.209 bệnh nhân có phân tích tổng máu từ 17 đến 36% thì thấy rằng là cái khi mà chúng ta sử dụng chẹn beta thì mức giảm tần số tim có liên quan, có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ sống còn. Và với cái mức tần số tim cứ giảm được 5 nhịp một phút thì nguy cơ tử vong giảm được 18%. Và với những bệnh nhân mà không thể nâng cao liều được thì liều chẹn beta liều thấp nó vẫn có hiệu quả, tương tự như với liều cao. Vậy thì cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng cho được bệnh nhân sử dụng thuốc đã, và sau đấy thì theo tùy theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ chỉnh liều để có thể lên những cái liều cao hơn mà bệnh nhân vẫn dung nạp được. Và ở đây chúng ta thấy rằng là với những cái tần số tim giảm xuống ở mức độ khác nhau thì cái tần số tim mà có tỷ lệ tử vong thấp nhất đó chính là cái tần số tim khoảng từ 55 đến 64 lần trên phút. Ở đây thì nhắc lại cái slide này, nhắc lại cái liều chạy beta mà chúng ta có thể sử dụng được theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2016. Ở Hoa Kỳ thì họ chỉ để 3 nhóm thuốc ở trên thôi, nhưng mà với châu Âu thì họ lấy thêm cả Nebivolol nữa. Và ở đây chúng ta thấy là với các nhóm bệnh nhân khác nhau, thì chúng ta thấy rằng là với bệnh nhân mà điều trị bằng liều chẹn beta dưới 50% cái liều khuyến cáo thì có nguy cơ tử vong hoặc nhập viện cao hơn bệnh nhân đạt được hơn 100, đạt được đến 100% liều khuyến cáo. Tuy nhiên là để đạt được đến 100% liều khuyến cáo thì không phải là chỉ có bác sĩ và tức là không phải chỉ là ý chí của bác sĩ, mà nó còn phụ thuộc vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân nữa. Có những bệnh nhân mà suy tim nặng chúng ta không thể nào tăng được liều lên thì rõ ràng là họ nó cũng sẽ nằm trong cái nhóm ở trong này thì họ không đưa ra cái đánh giá hiệu chỉnh đấy được. Cho nên là nó cũng sẽ là một cái hạn chế, là nếu như bệnh nhân chúng ta sẽ cố gắng tăng liều lên tối đa thôi, nhưng bệnh nhân tăng được liều lên nó cũng sẽ là một cái thứ nhất là hiệu quả được tốt hơn, cái thứ hai là cũng để đánh chứng tỏ rằng là gì tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cũng được tốt hơn những bệnh nhân mà không thể tăng liều lên được. Một cái nghiên cứu đời thực để đánh giá xem là các sử dụng, đúng không ạ, chúng ta có rất nhiều nghiên cứu để đánh giá cho thấy rằng là hiệu quả quan trọng, hiệu quả bảo vệ tim mạch tốt của các nhóm thuốc khác nhau ở bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên rằng là trên thực tế lâm sàng thì hiệu quả của nó như thế nào, đánh giá như thế nào, thì đây là một cái nghiên cứu quan sát của châu Á, một nghiên cứu tiến cứu gồm có hai tuần tập, là một nghiên cứu European Biostat phối hợp với phân tích gộp và cái nghiên cứu hai là Asian, thì để đánh giá xem là phần trăm bệnh nhân đạt được cái liều đích theo khuyến cáo cho phối hợp với ước chế men chuyển, ước chế thụ thể và chẹn beta. Đây là một cái điều trị rất là cơ bản, chưa cần đến các nhóm thuốc mới. Thì chúng ta thấy rằng cái của nó, kết quả của nó cũng không phải là rất là ngoạn mục, đúng không ạ? Thế tỷ lệ bệnh nhân suy tim đạt được liều đích là rất thấp, chỉ có 14% trên bệnh nhân đạt trên 50% liều đích cho phối hợp hai loại thuốc thôi. Là khi mà phối hợp được hai loại, dùng một loại thì có thể nhiều hơn một chút, nhưng mà dùng phối hợp hai loại thì chúng ta chỉ có được 14% là đạt trên 50% liều đích, tức là nhất bệnh nhân dùng và dùng đủ liều. Nhưng nếu như bệnh nhân dùng được đủ liều thì chúng ta thấy rằng là kết cục đạt sẽ là đạt kết quả tốt nhất, bệnh nhân đạt được liều đích cho 100% cả hai phối hợp. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta tăng được liều chẹn beta thì mang lại lợi ích khẳng định và giảm tử vong do mọi nguyên nhân nhiều hơn là cái việc tăng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của thuốc chẹn beta tiếp tục là vai trò trong các hướng dẫn mới nhất. Nó gồm có khuyến cáo của đồng thuận năm 2021 của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ này, khuyến cáo năm 2021 của Hội Tim Mạch Canada này, và trong quyết định điều trị, hướng dẫn điều trị, chẩn đoán và điều trị suy tim mãn tính của Bộ Y tế năm 2020 thì cũng đưa vào vai trò của chẹn beta. Thì chẹn beta đã được trở thành một trong những cái thuốc điều trị nền tảng trong suy tim do cái khả năng đảo ngược tác dụng hệ thần kinh thể dịch của tác dụng của hệ thần kinh giao cảm, và nó có lợi ích trong việc cải thiện tỷ lệ tử vong cũng như là cải thiện triệu chứng, và đã được chứng minh qua rất là nhiều nghiên cứu. Và đồng thời thì nó là một cái thuốc, cũng phải nói thật là nó cũng sẽ là một cái thuốc mà có tác dụng về lợi ích kinh tế nữa. Nó là nhóm thuốc khá là rẻ tiền so với cả nhóm thuốc mới. Để kết luận thì chúng ta thấy rằng là khuyến cáo đồng thuận năm 2021 đã cập nhật cho hướng dẫn điều trị suy tim phân giấc tổ máu giảm, đưa ra một cách tiếp cận ngắn gọn rõ ràng hơn cho từng bệnh cảnh lâm sàng cụ thể. Ở đây thì họ nâng cao vị trí của acne và ức chế SGT2 trong một số bệnh cảnh suy tim, và họ vẫn khẳng định được cái vai trò đá tảng của chẹn beta trong điều trị suy tim phân giấc tổ máu giảm. Tuy nhiên là chúng ta trên lâm sàng thì chúng ta cần tối ưu hóa liệu chẹn beta để có thể tăng được lợi ích trên làm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp.